Nội dung đơn kháng cáo bà chính gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang nêu rõ, lý do như sau: Tôi không có tội, tôi bị ngăn theo cáo buộc tại cáo trạng của viện kiểm sát và theo quyết định tại bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang. Tôi xin kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến tôi trong bản án và kính mong tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết cho tôi theo đúng quy định của pháp luật, đơn kháng cáo nêu rõ. Trước đó, sau hai tuần xét xử và nghị án, ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt triệu thị chính 2 năm tù giam. Hội đồng xét xử nhận định chính là người có chức vụ, quyền hạn trong kỳ thi nhưng đã đưa danh sách 13 thí sinh gồm con, cháu nhiều lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho Nguyễn Thanh Hoài. Quá trình xét xử, luật sư bào chữa đều cho rằng bà chính không phạm tội gì chỉ nhờ xem điểm, không nhờ nâng điểm tuy nhiên tòa bác đề nghị của luật sư kiến nghị tuyên bị cáo chính không phạm tội ngoài ra nhiều phụ huynh thí sinh có mặt tại tòa cũng thừa nhận họ đã nhờ bà chính nâng điểm cho con mình để vào được trường xét tuyển theo nguyện vọng nhưng kết quả không được nâng căn cứ lời khai của nguyễn thanh hoài và nhân chứng người liên quan hội đồng xét xử xác định bị cáo chính đã phạm tội Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hoài 8 năm tù và Vũ Trọng Lương 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Hai nữ bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cũng lĩnh 2 năm tù, còn bị cáo Phạm Văn Khung nhận mức án 1 năm tù treo.